Hello, xin chào tất cả anh em cùng quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cái phương pháp đi vốn nuôi tụ, tức là mình bắt nuôi một cửa mà cũng có thể là mang về cái số lợi nhuận lớn nhá. Thì thông thường ấy, để mà nuôi tụ thì anh em phải lựa chọn cái mặt cầu trước. Đấy. Nhưng mà riêng về cái game tài chính hiện nay ấy, thì có rất nhiều cầu để anh em phù hợp để áp dụng cách nuôi tụ này. Thì từ cái mức vốn có thể là từ mức vốn anh em có là 5 củ này cũng có thể áp dụng, hay là 300.000 cũng để được. Nhưng mà qua làm nếu mà như mà anh em có thể là có một con to thì anh em sẽ kiểu thoải mái về cái mức mình đi hơn luôn. Thì đây là thì đầu tiên thì để mà chơi được bắt được cái tụ này thì mình quan sát cho mình làm quan sát này. Ok, và tiếp theo đó là lựa chọn cái cầu. Ví dụ anh em muốn chơi khoảng tầm 5 tay hay là 6 tay đúng không, thì anh em sẽ lựa chọn cái là cầu 1, 2, 1, 2 thì nó vừa đủ là tầm 5 đến 6 tay, vừa đẹp. Hoặc là cầu bệt 5 tay cũng có đúng không, bệt khoảng 5 tay tài hoặc 5 tay xỉu thì mình cứ đi ra một cầu bệt tài đấy nhá, 11, 12, 13 và 14. Đây là những cái con số mình ví dụ thôi. Còn khi mình anh em gặp phải sau những cái dạng cầu ấy, thì anh em có thể là gặp những cái loại 12 này, 16 này, ví dụ như thế. Nói chung đây con số mình để xác suất thôi, ví dụ. Nên là vì thế anh em phải tính đầu này. Nuôi tụ này, anh em sẽ đi 1 mét một tay đúng không? Đây là mình để cái mức vốn gọi là phổ thông nhất anh em nhé. 1 mét một tay này. Nói chung là với cái cầu này đúng không? Với cái điểm này thì anh em có thể là tự tin đi mức vốn đều như thế này, được chưa? Gọi là 5 tay, mỗi tay là 1 mét là anh em có kết quả đẹp. Như ở đây thì anh em sẽ có tổng là anh em có 5 củ rồi đúng không? Đấy, 5 mở này rồi. Bởi vì là khi mình bắt biệt thì không bao giờ thì anh em vẫn được cái nào cả đúng không? Bắt biệt thành công thì anh em sẽ hút thành công. Còn trong cái trường hợp mà anh em bắt cầu, ví dụ như là cầu 1, 2, 1, 2 đúng không? Bây giờ 1 cấp tài 13 này, xỉu 9 này, xỉu 10 này, 12 này, xỉu 7 này, xỉu 8 này. Đấy, cầu 1, 2, 3 đây là 6 tay, bây giờ đúng 6 tay đúng không? Đủ để anh em có thể là mang về cái số lãi tiền lớn. 6 tay này thì anh em có thể là đi từ những tay đầu nhỏ cho đến những tay sau là đi to. Đầu tiên thì có thể đi 1 mét này. Đây là 2 có thể đi 1 mét 1. Đây thứ 3 có thể đi 1 mét 2. Đây thứ 4 có thể là 1 mét. À, còn tay 4 thì 1 mét 4 này. Đây thứ 5 có thể 1 mét 6 này. Đây thứ 6 này có thể chúng ta làm lên mét 8. Đấy, sau đó là anh em lại đánh ngược lại là bắt đầu lại 1 mét 1 mét 2 mét 3 mét 4 mét 6 mét 8. Đấy, ví dụ như thế, thế chỉ cần là đi đúng nhá, đừng có đi lệch 1.000 nào được. Đi đúng thế thì khi mà ví dụ cho trường hợp ví dụ nó có thể đảo một cái tiếng thì nó sẽ đảo lấy ở đây đúng không, hỏi bên thêm một con xỉu ở đây nữa thì trong 3 tiếng này thì anh em lại gỡ lại thôi. Đấy, nên là vì thế không phải là vội vàng làm gì cả, cứ bình tĩnh và tiếp tục quan sát và lựa chọn. Thì chúng ta phải mở tiếp đến đó chính là cũng mặt cầu đấy, mặt cầu thì mình đã lựa chọn xong. Và tiếp theo đó là mặt gọi là đi vốn thôi, mình sẽ đi vốn nha. Đó, đấy là cái vốn mình vừa chỉ cho anh em. Và anh em đi vốn thì phải có cái mục tiêu ở đây đúng không, đi vốn phải có mục tiêu gì. Mục tiêu chúng ta chơi ấy, là chúng ta ăn hết gọi là bằng này tay thì chúng ta sẽ nghỉ luôn lại một tuần này, hoặc là những cái cân đối là từ đi vốn thế này để phù hợp với cái nhóm đã ở mặt theo cái mục tiêu này là được anh em nhé. Và mục tiêu này chúng ta cuối cùng là có kết quả anh em nhé. Thì thông thường mục tiêu xong rồi thì chúng ta đã đạt được cái mục tiêu rồi thì chúng ta có cái kết quả ở đây thì kết quả là 5M lãi hút 5M rồi. Và anh em có thể cảm thấy là bản thân mình gọi là vào một củ mà có thể kiếm được 5M là gọi là x 5 lần thì chúng ta sẽ nghỉ đúng không. Còn trong trường hợp mà ví dụ anh em chơi to chẳng hạn thì anh em vào 10 củ mà kiếm được 50 củ hay là 60-70 củ thì anh em cũng nghỉ đúng không, không tham, bởi vì đấy là x gọi là 5x6 tội gì mà chơi đúng không. Bởi mỗi phiên anh em bỏ ra khoảng tầm 6-7 phút thôi, 6-7 tay thôi.
và anh em cái kiến thức ít 56 vốn của nhân rồi thì mình sẽ nghỉ đúng không? Nên là vì thế khi mà tham gia chơi thì anh em chơi cũng được đặt cái lòng tham của mình quá là lớn anh em nhé, hoặc là không được là tự tin quá là thái quá, thấy chưa? Có tự tin, có gọi là chắc chắn là tốt, nhưng mà không được là quá, có cái từ quá tự tin ở đây nhá, xong rồi ảo tưởng thành ra là vừa lãi được có 5 củ này, sau đó là 5 củ này anh em phang tay thứ 6 chẳng hạn. Đấy. Anh em chơi kiểu là một là ăn may số lãi, không thì anh em sẽ nghỉ sẽ làm lại từ đầu luôn, không có thể có suy nghĩ được anh em nhá. Cái trường hợp đấy nó chỉ xảy ra khi mà anh em may mắn khoảng tầm 1-2 tay thôi, chứ ai nào mà may mắn mãi được đâu, đúng không? Nên là vì thế khi mà anh em chơi hay là anh em tham gia cái bộ môn tài xỉu này, anh em hãy nhớ và cũng như là lưu ý cho mình là những cái điểm mình đã chỉ ở đây, là cái điểm mặt cầu này, đi vốn này và mục tiêu và kết quả, thì anh em phải để ý là những cái điểm quan trọng nhất. Và trong hai cái tuyến đầu cũng quan trọng không kém, nó là một cái bước chỉ dẫn cho mình là mình có thành công được trong phiên cầu hôm nay hay không, và mình quan sát và lựa chọn anh em nhé. Nên là vì thế khi mà anh em chơi anh em phải phân tích này để ra được những cái chi tiết của mình này. Đấy, thì anh em vào áp dụng là kiểu dây động hốt nhá. Và cái tỷ lệ thành công thì lệ thắng này là 95-99% anh em nhá. Mình đã áp dụng vào thành công rất là nhiều rồi, và vì thế anh em cứ tự tin là khi mà chơi thì anh em xa những cái còn những cái điểm này, những cái chi tiết mình chỉ ở đây thì anh em thì áp dụng vào phía chơi anh em. Anh em có thể kinh nghiệm kém nhưng mà công thức hay là cái gọi là cái mục tiêu ở đây là không kém anh em nhé. Đấy, khi mà anh em đề ra rồi thì lúc nào anh em cũng chơi là cũng có học rồi, thì anh em sẽ hoàn toàn là tỷ lệ thắng sẽ là 95-99% luôn, được chưa? Thế tỷ lệ thắng là 60%, chơi theo sở thích, chơi theo gọi là may mắn thì rất là thấp. Còn khi mà áp dụng những cái mục tiêu vào rồi thì nó sẽ rất là lớn anh em nhé. Ok, thì video này mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Anh em sẽ áp dụng rất nhiều vào chơi và thành quả như thế nào thì bình luận và comment cho mình biết nhé. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi. Chào anh em nhé.